Chưa một đối thủ thi đấu không ngại va chạm và có nhiều phương án tấn công đa dạng, U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Văn Chuẩn để tránh bàn thua. U23 Việt Nam cũng có những cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Điểm đáng chú ý nhất là tình huống xuất phạt đền của Quốc Việt ở phút 34 bị thủ môn Ernando từ chối. Thủ thành của U23 Indonesia thi đấu xuất sắc trong suốt 120 phút, nhưng lại trở thành tội đồ ở loạt sút penalty khi là cầu thủ duy nhất sút hỏng bên phía Indonesia, trong khi các chân sút của U23 Việt Nam đều thực hiện thành công. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Indonesia với tỷ số 6-5 sau loạt sút penalty căng thẳng. Thắng trong trận chung kết, U23 Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Sao diễn biến chi tiết, sao. Đội hình xuất phát, sao hiệp 1 bắt đầu, sao. U23 Indonesia giao bóng trước, sao phút 3, sao hai đội nhập cuộc với tốc độ vừa phải, đang thăm dò lẫn nhau. Sao phút 5, sao tình huống chuyền bóng về nguy hiểm của hậu vệ U23 Indonesia, thủ môn Ernando Ari phải lao lên đón bóng. Sao phút 7, sao U23 Indonesia sử dụng bóng bổng chuyền vào khu cấm địa của U23 Việt Nam. Sao phút 10, sao các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động cầm bóng khu vực sân nhà nhằm kéo giãn đội hình U23 Indonesia để tìm kiếm cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Ernando Ari. Sao phút 12, sao Beckham Pucha đi bóng thoải mái trước khu vực 16m50 chứa. Chưa một đối thủ thi đấu không ngại va chạm và có nhiều phương án tấn công đa dạng, U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Văn Chuẩn để tránh bàn thua. U23 Việt Nam cũng có những cơ hội thực sự nguy hiểm, nhưng không thể tận dụng thành công. Điểm đáng chú ý nhất là tình huống xuất phạt đền của Quốc Việt ở phút 34 bị thủ môn Ernando từ chối. Thủ thành của U23 Indonesia thi đấu xuất sắc trong suốt 120 phút, nhưng lại trở thành tội đồ ở loạt sút penalty khi là cầu thủ duy nhất sút hỏng bên phía Indonesia, trong khi các chân sút của U23 Việt Nam đều thực hiện thành công. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Indonesia với tỷ số 6-5 sau loạt sút penalty căng thẳng. Thắng trong trận chung kết, U23 Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Sao diễn biến chi tiết, sao. Đội hình xuất phát, sao hiệp 1 bắt đầu, sao. U23 Indonesia giao bóng trước, sao phút 3, sao hai đội nhập cuộc với tốc độ vừa phải, đang thăm dò lẫn nhau. Sao phút 5, sao tình huống chuyền bóng về nguy hiểm của hậu vệ U23 Indonesia, thủ môn Ernando Ari phải lao lên đón bóng. Sao phút 7, sao U23 Indonesia sử dụng bóng bổng chuyền vào khu cấm địa của U23 Việt Nam. Sao phút 10, sao các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động cầm bóng khu vực sân nhà nhằm kéo giãn đội hình U23 Indonesia để tìm kiếm cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Ernando Ari. Sao phút 12, sao Beckham Pucha đi bóng thoải mái trước khu vực 16m50 chứa. Chưa một đối thủ thi đấu không ngại va chạm và có nhiều phương án tấn công đa dạng, U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Văn Chuẩn để tránh bàn thua. U23 Việt Nam cũng có những cơ hội thực sự nguy hiểm, nhưng không thể tận dụng thành công. Điểm đáng chú ý nhất là tình huống xuất phạt đền của Quốc Việt ở phút 34 bị thủ môn Ernando từ chối. Thủ thành của U23 Indonesia thi đấu xuất sắc trong suốt 120 phút, nhưng lại trở thành tội đồ ở loạt sút penalty khi là cầu thủ duy nhất sút hỏng bên phía Indonesia, trong khi các chân sút của U23 Việt Nam đều thực hiện thành công. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Indonesia với tỷ số 6-5 sau loạt sút penalty căng thẳng. Thắng trong trận chung kết, U23 Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Sao diễn biến chi tiết, sao. Đội hình xuất phát, sao hiệp 1 bắt đầu, sao. U23 Indonesia giao bóng trước, sao phút 3, sao hai đội nhập cuộc với tốc độ vừa phải, đang thăm dò lẫn nhau. Sao phút 5, sao tình huống chuyền bóng về nguy hiểm của hậu vệ U23 Indonesia, thủ môn Ernando Ari phải lao lên đón bóng. Sao phút 7, sao U23 Indonesia sử dụng bóng bổng chuyền vào khu cấm địa của U23 Việt Nam. Sao phút 10, sao các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động cầm bóng khu vực sân nhà nhằm kéo giãn đội hình U23 Indonesia để tìm kiếm cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Ernando Ari. Sao phút 12, sao Beckham Pucha đi bóng thoải mái trước khu vực 16m50 chứa.